Chào mừng các bác trở lại với kênh video của Đồng Hồ Vang Vọng. Trước mắt các bác đây là một chiếc Vedet thùng dài, thiết kế rất là đẹp, có phần đuôi ở đây như thế này, vân gỗ nổi cực kỳ đẹp tự nhiên nhé, và có các cái họa tiết kim loại bằng đồng trang trí ở các góc như thế này, mặt tròn, kính lồi, và tình trạng trước mặt này còn đẹp hoàn hảo xuất sắc. Quả lắc này cũng vậy, đây là một cái khung kính rất là lớn để lộ toàn bộ quả lắc bên trong ra. Vách thùng còn cực kỳ đẹp nhé. Đây. Đó. Rất là đẹp. Đây là một chiếc em đánh giá là trong tình trạng còn khoảng tầm 95%. Một lát nữa em sẽ quay ở trong máy để các bác thấy được độ ấn tượng hơn của chiếc này. Cái viền này bằng đồng này, còn sáng, rất là sáng, độ tương phản nó rất là cao đây. Mặt số còn rất là đẹp nhé, cực kỳ đẹp. Đây là kính cong. Đó. Quả lắc còn sáng nguyên, và đặc biệt là vỏ thùng bên trong cũng còn rất là đẹp. Còn nguyên các cái ốc bắt tường, rồi là các cái ốc đỡ cái chân đế thế này, cũng là ốc zin hết. Nhìn đây ta biết, đây là chơi hai bản nhạc nhé, Westminster và bản con bướm vàng. Củ gông là củ gông lòng máng, 10 con thép dài, rất là dài luôn. Đây ạ, các bác nhìn, cực kỳ dài. Đây, máy này là máy 42, vàng ươm nhé, cực kỳ vàng và cực kỳ đẹp. Đó, cần búa thẳng tắp. Không thể nào mà có chiếc nào như thế này mà hoàn hảo hơn được. Đây là một chiếc máy 42, chơi bản con bướm vàng và Westminster. Em tiến hành thử chuông luôn này. Âm thanh cực kỳ ngân luôn, ngân phải đến 10 giây ạ. Em xin chuyển sang bản nhạc khác này. Ta gạt nó xuống như thế này. Đây. Đây. Điểm 30 phút này. Đánh giá đây là một chiếc đồng hồ có chất âm rất là hay, chơi bản nhạc mà hầu hết các bác ở Việt Nam đều rất là muốn sở hữu, đó là bản con bướm vàng. Và còn đang ở trong tình trạng cực kỳ đẹp và hoàn hảo. Đầu búa và vàng ươm, cần cũng vậy. Vách máy cũng vàng ươm luôn. Xoay kỹ để các bác ngắm kỹ hơn về chiếc này. Và đây là cũng là một chiếc vỏ thùng tây nhé, lớp gỗ ép rất là mỏng, tăng cường thêm chất âm như thế này. Đây, phần gỗ này cực kỳ dày, rất là đẹp. Đây là hướng dẫn của nhà sản xuất này, các cái nẹp ghim cái kính này còn nguyên, cái nẹp ở trên này cũng vậy. Đó. Kính cong cực kỳ nổi bật, nó càng làm cho cái phần đồng hồ kia nổi bật hơn. Logo Vedet ở giữa đây, 10 côn, Vedet 10 côn. Đó, cực kỳ đã mắt. Quả lắc sáng choắc. Đây, xoay phần gầm lên đây. Tất cả rất là hoàn hảo.
chốt xuống như thế này, hoạt động với 3 ổ cót, mỗi lần lên cót có thể chạy được 1 tuần. Đẹp. Bỏ thùng này thiết kế theo dáng rất là cổ nhé, dáng Louis Pháp này. Biểu tượng này ta có thể nhìn thấy ngay. Đó, Louis Pháp rất là đẹp. Thùng dài cách điệu, rất là nhiều các cái chi tiết màu vàng đồng, như ví dụ như là đây, tiền và quả lắc cực kỳ đều. Em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.